Trời mưa mông bóng phập phồng, em đi lấy chồng anh ở với ai? Với ai thì mặc với ai, còn ta vẫn cứ là phải review nhé. Thôi nha. Mọi người có tin là bây giờ tôi có thể trồng hoa được ở trên cửa sổ không? Đừng có mà nghĩ là tại trời mưa nên đầu óc bị ẩm y xe đấy nha. Này, vừa lướt mạng tìm thấy được một cái sản phẩm gọi là bình hoa dán tường. Cơ mà đến khi hàng về thì nó nhỏ hơn mình tưởng tượng nha. Chất liệu thì làm bằng silicon, nói chung ý là độ đàn hồi tốt, vò thoải mái là cũng không sợ nhăn. Rồi bây giờ thì hãy cùng Tôm đi trồng hoa lên tường nha. Trước tiên là mình phải lau khô cái mặt dán đi đã. Các bạn có biết khi dùng cái sản phẩm này thì Tôm nhớ đến game gì không? Game khu vườn trên mây. Ở đây có bạn nào đã từng chơi game đó chưa nhở? Cứ nghĩ đến một ngày mình được sở hữu một khu vườn đầy hoa và rau củ ở trên lưng lửng giữa không trung là đã thấy thích rồi. Cơ mà ấy, cái mặt dán này mình thấy nó không được chắc chắn lắm đâu, dù đã rất cố gắng miết thật chặt rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi đổ nước vào nha. Cái chai này nó có dung tích là 350ml, chia đôi ra hai bình suy ra là mỗi bên phải chịu là 175ml nước nhá. Đấy, thấy Tôm giỏi toán không? Ui ui, nhìn này, cái bình nó phồng lên và mặt dán của nó bị bong hết cả ra rồi. Không thể nào giữ nổi luôn cả nhà. Hay là mình có làm sai ở không nào không nhờ? Chứ mình thấy quảng cáo hay lắm mà, dán thì rất là chắc, cho nước cắm hoa thoải mái luôn. Thôi được, mình sẽ cho nó thêm một cơ hội thứ hai. Đổ hết nước đi nha, lau và dán lại từ đầu. Lần này mình sẽ chỉ cho mỗi hoa thôi. Và kết quả là... Oh no. Chán chả buồn nói. Đoạn này là phải ghép nhạc thật buồn cho em đấy nhá. Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở. Có lòng tan gái, gái cũng không theo. Hướng lên trời. Hướng máy lên trời. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment.